Ca dao xưa có câu: thương anh em cũng muốn vô, sờ tru nhà hồ, sờ phá tam giang. Vâng, hệ thống đầm phá tam giang cũng chính là một yếu tố để làm nên vẻ đẹp toàn diện cho Huế. Và trong clip này, chúng tôi muốn chọn giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa danh thuộc hệ thống đầm phá tam giang vô cùng độc đáo và thú vị, đó chính là rừng ngập mặn Rú Chá. Rừng ngập mặn Rú Chá xứ Huế không chỉ sở hữu khung cảnh thơ mộng mà còn vẽ nên một bức tranh bình yên xen lẫn chút gì đó ma mị. Chính vì thế mà hành trình khám phá địa điểm này sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau khám phá tên gọi Rú Chá nhé. Rừng ngập mặn Rú Chá là tên gọi của một khu rừng ngập mặn nguyên sinh. Du khách đến Huế sau khi check-in ở rất nhiều địa điểm nổi tiếng sẽ vô cùng ấn tượng khi được nghe nhắc đến một cái tên khá độc đáo và lạ, đó chính là Rú Chá. Bởi vì tên gọi này khiến khu rừng hiện lên trong suy nghĩ của nhiều người với vẻ hoang sơ và có một chút gì đó bí ẩn. Rú theo tiếng địa phương Huế có nghĩa là rừng núi, còn chá là từ để gọi tên một loài cây mọc tự nhiên, có tuổi thọ hàng chục năm, trái to nhưng không ăn được. Loài cây này chiếm 90% diện tích ở khu rừng ngập mặn. Rú chá cũng từ đó mà ra đời như một cách gọi vừa dân dã, vừa quê mùa, lại vừa thân thương để gọi tên một khu rừng đã trở nên quen thuộc với người dân xứ Huế. Rừng Rú Chá thuộc làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và chỉ nằm cách trung tâm thành phố Huế chừng 15 km, và đường đi đến đây cũng không quá khó tìm. Nếu các bạn xuất phát từ trung tâm thành phố Huế mà chỉ cần chạy xe máy dọc theo đường quốc lộ 49 hướng về biển Thuận An, rẽ trái qua cầu Tam Giang rồi đi qua đầm Thảo Long là sẽ đến ngay rừng Rú Chá. Nếu chọn cách đi này ngay từ khi đang còn đi trên quốc lộ 49 và phóng tầm mắt vào xã Hương Phong, nghĩa là vẫn chưa đến nơi mà bạn đã dễ dàng nhận ra cả mảng xanh khổng lồ của rừng Rú Chá ở đấy. Nổi bật nhất có lẽ là màu sắc và hình dạng của những cụm cây chá sừng sững nằm đan mền vào nhau. Đường đi đến rừng Rú Chá hầu như không quá nắng gắt mà chỉ có những vệt nắng nhỏ li ti xuyên theo kẽ lá chiếu xuống mặt đất, trông thật lung linh và đẹp mắt. Cứ mỗi đầu thu về, Rú Chá, khu rừng ngập mặn nguyên sinh này là rực vàng óng ả như một đóa hoa khổng lồ đang khoe sắc nổi bật trên nền trời nước xanh bao la dịu vời. Chỉ tán rừng vàng rực của khu đầm phá lớn nhất Đông Nam Á ấy là cả một thế giới hoang sơ, đường màu bí ẩn và đầm chất liêu trai về cuộc sống mưu sinh của cư dân nơi đây. Mây nước, cây cối như đã vẽ lên ở đây một bức tranh mùa thu vàng tuyệt đẹp. Đến với Rú Chá khi thu về, bạn sẽ nhìn thấy cảnh cây thay màu lá, tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp, rất đỗi hoang sơ. Thật đúng khi nói rằng Rú Chá là nơi thu về trên những tảng lá vàng. Thong dong giữa khu rừng, các bạn sẽ như chìm đắm trong một bản hợp tấu của thiên nhiên. Âm thanh của gió, sắc màu của lá và tiếng chim hót vẹo von đến vui tai, tất thảy